không còn nhiều cái điểm kia mà. Vừa có một bạn yêu cầu mình là làm bản nâng mát cầu thủ Greenwood các bạn. Greenwood các bạn. Thì bây giờ đây mình thấy rồi nè. Mình sẽ mua Greenwood trước, hiện tại thì mình không đủ thẻ để mình nâng các bạn. Mình sẽ mua Greenwood trước ha. Ok. Rồi. Mát xong Greenwood. Ở trên cái bảng League Transfer của mình thì mình thấy có một cầu thủ khá hay, đó là Matteo Cancellieri. Đây là một cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Empoli các bạn. Tuy nhiên cái điểm khá đặc biệt là cầu thủ này có chỉ số Speed và ACC khá cao các bạn, các bạn thấy không? Cầu thủ này mình thấy là bây giờ xuất hiện ở đây là 87 và 89. Thì không biết là ở cái bảng trước thì như thế nào, nhưng hiện tại thì mình thấy cầu thủ này nhìn khá hay, mình sẽ mua. Mình sẽ nâng cấp sau nha. Đây. Matteo Cancellieri. Nâng cấp Greenwood. Gấu xanh và Cancellieri. Cancellieri. Số này ngon. Kết nạp trước.
hat-trick. He's going home with the match ball. That was really well taken. Here's how they did it. Let's take another look at that effort on goal. Showed him a yellow card. He'll have to work. He's done it. Good work there to get on the score sheet. We'll hope that form continues. The keeper didn't have a prayer. Absolutely brilliant goal. That's his second goal. Let's take a closer look at that goal now. Đây, giờ tách nha. Trời, bây giờ tách rồi. Phones. Trời, nó bắt. Trời, như xô lắm mày. Giờ này thấy quá. Này chắc đặt vào full fit nữa. Vô vậy bạn để mà phim này là không vô cái điểm kia mày giờ mình sẽ nâng fix địch đổi các bạn. Vô hết cái này các bạn, không vô được à. Bên không vô bên chỗ gỗ xanh tí nào luôn. Đập cái tách kệ.